lượng cao kỹ thuật cơ khí là chương trình đào tạo chính quy của trường đại học Bách Khoa. Với ngành kỹ thuật cơ khí, bạn sẽ được đào tạo về cách chế tạo, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng các loại máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất công nghiệp, dây chuyền sản xuất tự động. Vậy chương trình chất lượng cao có gì đặc biệt? Bạn sẽ học 100% bằng tiếng Anh, môi trường học tập quốc tế, cơ sở vật chất tiện nghi, phòng học, máy lạnh, wifi, chỗ tự học, trang thiết bị là tốt nhất. Ngoài chương trình học chính, các bạn còn được học về kỹ năng mềm, nghệ thuật. Đặc biệt là học kỳ pre-university cực kỳ nhiều hoạt động. Lộ trình đào tạo sẽ tương tự như chương trình truyền thống, chỉ khác là bạn được đào tạo bằng tiếng Anh. Sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ được làm việc ở về lĩnh vực thiết kế, chế tạo sản phẩm cơ khí, tư vấn lắp đặt, vận hành hệ thống, thiết bị cơ khí cho các công ty trong và ngoài nước, các tập đoàn đa quốc gia. Quay lại chương trình học, điểm nổi bật nữa là đến hết năm 2, bạn có thể chuyển tiếp du học sang Đại học Công nghệ Sydney danh tiếng ở Úc, học chuyên ngành theo chương trình của Đại học Đối tác, nếu đạt yêu cầu về điểm môn học, tiếng Anh và tài chính. Và tất nhiên, bằng do Đại học Công nghệ Sydney cấp rồi. Chỉ mất 2 năm học ở đây rồi nên đây là một lợi thế kinh tế cho các bạn. Du học chỉ mất 2 năm cuối thôi. Chương trình chất lượng cao kỹ thuật cơ khí tuyển 45 sinh viên mỗi năm, có mảng ngành riêng so với ngành tiếng Việt. Đầu vào không yêu cầu phải có tiếng Anh. Cái quan trọng nhất là bạn phải thi đậu vào ngành kỹ thuật cơ khí chất lượng cao trước đã. Chi tiết cách thức tuyển sinh năm nay các bạn xem thêm ở phần thông tin tuyển sinh để biết thêm chi tiết nhé. Bye.